Chúng tôi nghĩ là chắc chắn là chúng ta ai cũng đã có một mối tình bắt vai với quý vị. Vâng, còn tất cả những mối tình đó đã đem đến cho chúng ta những hạnh phúc, nhưng mà cũng không thiếu phần trăn trở, buồn khổ. Thì ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng tôi bên phía venue của chúng tôi cũng như là Hoàng Long đã quyết định đưa một tiếng hát lên đây. Bởi vì tiếng hát này không phải là ca sĩ mà cũng không phải là một trong những tiếng hát mà gọi là rất là thân quen quý vị. Ông là tiếng hát này say cách nói tiếng rồi. Toàn, xin mời quý vị cùng với chúng tôi. Mời anh Toàn lên sân khấu. Ông là... anh Toàn lên trước đi anh Toàn. Ông là say cách nổi tiếng. Ai cần xe cắt năm cà lê thì liên lạc ông Toàn đó bà con. Anh Toàn này xe cắt là kỹ sư xe cắt nổi tiếng năm cà lê bà con. Và thưa quý vị, anh Toàn sẽ gửi đến quý vị một đẹp phẩm mà wow, hôm nay chưa bao giờ thấy đẹp trai như ngày hôm nay nha. Thank you. Quý vị ơi, tất cả những anh chị mình đứng lên trên này đó. Anh ấy đến giờ tôi mới được chắc đứng xa tôi là nó kêu lắm. Anh ấy nói đến giờ là chụp hình trong này đó, anh đâu có kêu đâu. Và kêu quý vị, tất cả những cái hát này mà hát có hay không đó là nhờ cái vỗ tay quý vị. Mà hôm nay chúng ta khán phòng chúng ta là 5-700 người mà vỗ tay giống như nó có 5 người à. Vỗ tay lại không? Đó, cái này là 550 người à. Đó là không bán vé nữa đó nha. Tới đây thêm 350 người mà hết vé rồi đó, đi về hết rồi đó. Về hết 40-50 người, còn lại có 5-mấy người à. Yeah.
rút xuống hết 500 đồng rồi đó. Đây có đồng nè, ông thiếu 499 nè. Nhớ nha anh, lại anh hát hay quá à, mới làm ca sĩ anh nhớ lá chạy 500 nè. Khóc gì mà thank you.
Hay quá anh ơi, còn 450 đồng nữa đó, anh làm luôn bài nữa đi. Hát 3 bài, mỗi bài 150 à. Tính ra, tính toán hết rồi. Live mà, live Facebook với 2 cái YouTube nào. Bây giờ mình chú nghe thân nhé. Ông ngồi này ông giàu ông đòi tiền quá. Số buồn cho buồn.
quý vị thấy không? Ok, khi mà quý vị lên đây đó, quý vị làm star này, làm star của tối hôm nay thì quý vị được yêu thương nè, quý vị được người ta tặng hoa nè, quý vị được một mình hát ba bài nữa nè. Đâu có bao giờ mà mình lên đây mà mình hát được ba bài đâu, cho nên anh giỏi chị Tâm, anh Tâm giỏi thì quý vị lên hát.